Hello anh em, ngay bên cạnh mình đây là một vỏ cake trị giá 8 triệu đồng đến từ QGAT có tên gọi là Conquer 2. Thì dịch cái tiếng Việt anh em có thể hiểu dễ dàng là con báo chinh phục, hoặc là chinh phục con báo. Hoặc là anh em chơi Liên Minh Huyền Thoại chắc đã biết đến ngọc bổ trợ chinh phục phải không? Đấy, tên của em nói đấy. Thì vỏ cake này có trị giá lên đến 8 triệu đồng và nó đã xuất hiện ở Computex 2019. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian xuất hiện ở Computex 2019 đến bây giờ vẫn chưa có kênh nào ở Việt Nam làm về cái vỏ cake này. Thế nên An Phát quyết định đi đầu luôn. An Phát sẽ là nhà đầu tiên ở Việt Nam làm về vỏ cake này. Thì mình sẽ giới thiệu rất nhanh và sơ qua các linh kiện cũng như là bề ngoài của vỏ cake này. Như anh em có thể thấy, ở trên vỏ cake này thì đã có 4 miếng kính cường lực, hai cái mặt trước, hai cái mặt sau, thay vì một cái mặt trước, một cái mặt sau như cái phiên bản tiền nhiệm. Cùng với đó là thiết kế được đầy đặn hơn này, nhìn trông đã hầm hố, kiểu mang đặc tính gaming, hầm hố kiểu trông nó xịn thực sự luôn đấy. Mình cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào cả. Tông màu chủ đạo vẫn là màu đen và màu cam, sẽ lẫn một chút, hình như là có thêm cả màu xám nữa ở đằng trước này. Anh em thấy sẽ có vân carbon, thì mình không biết rõ ràng đây là cái vân carbon kiểu carbon thật hay chỉ là kiểu dán lên thôi. Đi cùng với đó là sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 giải led. 6 giải led này mình thấy rất đẹp, kiểu không nhìn rõ cái bóng led đâu. Thế nếu mà cắm vào thì mình nghĩ rất là đẹp đấy. Ở dưới cùng sẽ có một quả led RGB nữa. Thì kiểu led RGB bây giờ kiểu thành thịnh hành rồi. Cái vỏ cake nào mà không có, người ta nhìn vào người ta lại bảo là ui quê mùa. Thế đấy là người ta nói vậy thôi. Còn mình thì mình thấy cái vỏ cake này rất đẹp. Ngoài cái phần thiết kế này, các cái tông màu chủ đạo vẫn vậy này, thì ở đằng sau cân nặng của nó cũng nặng hơn rất nhiều. Các cái miếng kim loại này, gia công này, nó rất dày luôn. Kiểu mình sờ kể cả cái nước sơn vẫn rất đẹp, mình không hề thấy cái hiện tượng gọi là có dấu hiệu bong chóc hay là gì cả. Về cái độ vững chãi của vỏ cây này em không phải bàn cãi đâu. Chả nhẽ bây giờ mình sẽ rứt thử cho anh em xem kiểu rung bàn ấy. Anh em kéo cái vỏ cây này không kéo luôn, nó bám rất chắc ở trên mặt bàn. Nếu như anh em lắp thêm các linh kiện vào nữa thì chắc phải đạp nó mới dụng được ấy. Về kích thước bo mạch chủ hỗ trợ thì có đầy đủ luôn, từ mini ATX, micro ATX và các bo mạch chủ ATX. Chắc mình nghĩ không có anh em nào mua cái vỏ cây to như này để lắp những cái bên kiểu mini ATX bé 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 đâu nhỉ. Ngoài ra còn khả năng hỗ trợ nguồn thì tất cả các loại nguồn phổ thông đều lắp được. Cụ thể nó sẽ hỗ trợ là ATX PS2, tức là các loại nguồn phổ thông anh em thấy trên thị trường hiện nay thì đều có cái thiết kế như vậy, anh em hoàn toàn thoải mái được. Còn ngoài ra về khả năng kiểu lắp các SSD và HDD, theo như mình đếm nhanh được ấy, sẽ có tổng cộng là 6 khe để cho anh em lắp SSD cũng như là HDD. Thì với 6 khe như này thì mình nghĩ anh em hoàn toàn có thể lắp được nhiều ổ cứng này. Nếu như anh em vẫn có thấy thì hơi thiếu một chút ấy, thì hoàn toàn có thể chịu khó nhét thêm một chút về cái chỗ để nguồn này, bởi vì nó rất rộng luôn. Về phần cổng kết nối, anh em có thể thấy được ở trên cùng sẽ có hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, jack audio và mic riêng biệt. Đây là một điều rất tốt, rất hay mình thấy ở trên cái vỏ cake này. Cùng với đó là một nút nguồn, một nút reset, nói chung là đủ để sử dụng cho các nhu cầu cơ bản đến nâng cao một chút, bởi vì là anh em cắm ở main đủ rồi đúng không, hơi thiếu một chút thì lên trên thôi, chứ chả ai kiểu cắm tập trung toàn bộ ở đây trông cũng xấu ra. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu rất nhanh về vỏ cake này thôi, mình cũng sẽ không kiểu lắp các linh kiện vào để xem giải led nó như thế nào. Cái điều đáng tiếc nhất mình cảm thấy ở vỏ cake này đó chính là mình không có tiền để mua em nữa. 8 triệu đồng thực sự là nó đắt so với mình, còn đối với những bạn có tiền thì nó vẫn rẻ đúng không? Nếu như anh em thích cái vỏ cake này thì hoàn toàn có thể đặt mua ở tại An Phát. Link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer. Hẹn lại anh em ở những video sau.